học Phật được lợi ích gì? Than ôi, tôi học Phật, nghiên cứu Phật Pháp, nghe kinh nghe Pháp lâu như vậy mà chẳng được lợi ích gì. Quý vị muốn được lợi ích gì? Trên thực tế, quý vị đạt được lợi ích rất lớn mà quý vị không biết đó là lợi ích gì. Ví dụ, khi quý vị đang ở đây học Phật Pháp, quý vị không đi giết người và quý vị sẽ không ở trong số những kẻ giết người. Quý vị nói đi, như vậy có tốt không? Quý vị ở đây nghe kinh, nghe Pháp thì quý vị sẽ không đi trộm cắp. Nếu quý vị không ở đây nghe kinh giảng Pháp thì quý vị có thể dính líu đến trộm cắp, giết người, phóng hỏa. Trong nhóm tội phạm trộm cắp, e rằng có quý vị ở trong đó. Quý vị nói đi, điều này có tốt không? Bây giờ quý vị đang học Phật, quý vị không ra ngoài tham dục thì quý vị sẽ không mang nghiệp dâm vào thân. Quý vị không có hành vi này thì quý vị không nằm trong số những tên tội phạm hãm hiếp giết người. Quý vị đã làm nhiều điều chính đáng nên quý vị không dính líu đến những tội này. Đó không phải là một lợi ích sao? Khi quý vị học Phật Pháp, quý vị sẽ không nói dối hay đi lừa gạt người khác. Quý vị sẽ không phạm tội nói dối, đó là thanh tịnh khẩu nghiệp. Quý vị ngưng uống rượu, không hút thuốc, không ma túy, không uống các loại thuốc lắc, thì ý nghiệp của quý vị sẽ thanh tịnh, và quý vị sẽ không còn tham, sân, si. Vì quý vị không sử dụng những chất say đó, nên quý vị cũng sẽ không ở trong nhóm tội phạm ma túy. Thanh tịnh ba nghiệp không phải lợi ích của việc học Phật thì đó là gì? Nếu quý vị không học Phật Pháp, quý vị có thể sát sinh, trộm cắp, giết người, phóng hỏa. Sau đó cảnh sát sẽ bắt quý vị và tống quý vị vào tù, thậm chí còn khiến quý vị không bao giờ ra được. Quý vị nói đi, như vậy có đau khổ không? Nếu quý vị học Phật, tất cả những tai nạn này sẽ biến mất. Đây không phải là lợi ích, vậy nó là gì? Vì vậy chúng ta không nên chán học Phật Pháp.